Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Địch. Bình luận viên tào lao chạm đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân ấp Tây Hạ, xã Mỹ Hiệp, chợ mới An Giang. Vườn xoài Hugo. Đây là Cú Le, quê chợ Thủ Long Điền A, chợ mới An Giang. Còn bên kia là Trung Lùng, Ôn U18, ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, chợ mới An Giang. Một két Pepsi. Bên kia là kỳ pháo, kỳ bơm, kỳ ổi. Một pha tự sát tại đám lát của Trung Lùng. Trung Lùng là một trong những niềm hy vọng của Đầu Kinh. Một không. Một. Quá hay. Thật sự pha bóng vừa rồi cô Le quá hay. Tưởng đâu chết 10-10 nhưng cô Le cái kết quá tuyệt vời. Có thể nói cái kết này một trong những cái kết đẳng cấp của vòng vòng miền Tây nha các bạn. Trước đây thì Dứt Già, quê Cái Dầu, Châu Phú, Dứt Già của Châu Phú, An Giang. Một trong những cái kết thật sự rất đẳng cấp và đụng với Hiển Dượng của Hải Phòng tại sân cao tốc Bình Dương. Clip đó của kênh Đại Lâm nha các bạn. Còn đây là Cú Le Tư. Lại một pha tự sát tại đám lát của Ôn. 2-1 nghiêng về cho Kép Messi. Đánh mấy điểm rồi cô Lê? 6 điểm tới nha các bạn. 2-1. Cái két thường thường quả bóng đi rất nhanh, quỹ đạo quả bóng đi rất khó chịu. Và các bạn nào cũng từng chứng kiến tại cầu Tre, Long Ki cầm cái két như thế này mà Long Ki đánh có cái bề sống không các bạn? Chỉ có cái bề sống nha. Bề sống khoảng hơn 10cm thôi. Nhưng Long Ki thật sự đánh rất chuẩn. Hai đều. Đang vô hàng và vô hàng. Vô luôn rồi các bạn ơi, đang vô hàng luôn rồi. Lại là Trung Lùng tự sát tại đám lát. 3-2 đổi sân. Kèo này đánh 6 điểm nhưng thật sự rất gay cấn, kịch tính. Hiện tại bây giờ đứng trước màn ống kính của Lâm là Trung Lùng và Ôn cởi trần quần sọt jean U18. Quá đẳng cấp cho Trung Lùng pha bóng vừa rồi. Quá đẳng cấp. Thật sự Trung Lùng quá hay pha bóng vừa rồi. 3 đều. Anh sợ đêm tới các bạn. 3 đều. Dẹo thấy gì mà vô hàng hoài ta. Dẹo thấy họ bị vô hàng ghê dẹo. Vô vô. Ha ha.
qua đi thoải mát rồi. Quá đáng tiếc cho cô Le. Một pha bóng quá đơn giản cô Le. Đánh bóng không vào lưới. 4-3. Nghiêng về cho bên hai. Đây là set thứ 5 của cặp đấu này nha các bạn. Set thứ 5 rồi nha. Nhưng Đại Lâm quay có một set này thôi. Set thứ 5 rồi. Chứ banh bên kia ngoài chứ trong nào mà trong. Vô banh nó vô ngoài vậy. Banh nó trong á. Banh nó trong. Các bạn thấy chung lùng kỹ thuật rất ghê. Kèo này cũng có thể nói là thể lực chứ bạn. Thể lực yếu thì đuối nha. Quá hay, té luôn rồi. Ôi cơm. Đẳng cấp. Cầu thủ ôn. Và bắp với chung lùng. Bốn đều. Trận đấu đang trở nên rất hay. 6 điểm tới nha các bạn. Bên đây là Un, U18 tuổi trẻ tiến bộ đang lên. Còn bên kia là Cu Le. Buôn. Đánh 6 điểm tới nha. Buôn. Đây là chai banh. Hai bên thật sự đang gò với nhau rồi các bạn à. Đang đánh cầu hòa với nhau không nha. Chưa bên nào dám mở máy bên nào. Đang cầu hòa thôi. Rất căng thẳng. Khán giả hết nhau rồi. Đang nín lặng hết rồi. Quá đẹp. Vô trong ơi. Quá ổn không vô rồi. Vô. Thể lực. Vô. Đấy. Cái kết Messi được dài thêm một khúc nữa nha các bạn. Và các cầu thủ trẻ thật sự di chuyển tốt, nhanh nhẹn cho nên khó chết lắm các bạn à. Lại là Cu Le. Cảm giác không được tốt, pha bóng vừa rồi. Lại là Cu Le. Một pha bóng thiếu cảm giác của Cu Le trên mặt lưới. 5-4. Trận đấu này có thể nói là sức bền bỉ và đấu ly. 5-4, nghiêng về cho bên hai. Tốt, 5-4. 6 điểm tới nha các bạn. Bóng ngoài. Quá đáng tiếc cho một pha bóng vừa rồi của Trung Lùng. Trung Lùng trúng bóng một tay. Tưởng chừng như Cu Le đang đứng hình.
nhưng bóng đi qua bài quá nhanh. Năm đều, đây là trái bóng cuối cùng. Năm đều, nín thở chờ xem như thế nào đây. Bảy, tám, để coi đếm bao nhiêu trái tài xỉu nha bạn. Chín, mười. Một quả quá cảm giác của Un. Thật sự Un quá cảm giác pha bóng vừa rồi. Và Cú Le cầm cái kết và vấp vào cây trụ lô tô luôn các bạn ơi. Thật sự một set bóng quá hay. Xin chúc mừng Un và Trung Lùng vào bờ an toàn. Un hiện tại U18-19 các bạn, tuổi trẻ. Thật sự ba bánh gì rồi của Un quá hay. Un còn kỳ với lòng kỳ chú làm ai chưa? Hết bọt chết rồi vô một cái á.